Cô chào các em, quay lại với kênh YouTube Miss Thanh Tiếng Anh Cơ Bản. Hôm nay chúng ta sẽ học Review 3, Unit 7, A, 9. Chúng ta đi vào phần 1. Language, ngôn ngữ, pronunciation, phát âm. Number 1. A. Listen and repeat. Pay attention to the unlined words. Lắng nghe và lặp lại. Chú ý đến các từ được gạch dưới. 1. The sky today is clear and blue. Bầu trời hôm nay trong xanh. 2. The speaker talks a lot about honesty. Người diễn thuyết nói nhiều về lòng chân thật. 3. The store on that corner sells local speciality. Cửa hàng ở góc đó bán những đặc sản địa phương. Review 3. Page 102. Language focus. Pronunciation. Activity 1A. Listen and repeat. Paying attention to the underlined words. 1. The sky today is clear and blue. 2. The speaker talked a lot about honesty. 3. The store on that corner sells local specialities. B. Choose A, B, C or D. To show the work in each group with a different dress pattern. Chọn các câu trả lời đúng A, B, C hoặc D ở những câu bên dưới có dấu nhấn khác với những từ còn lại. 1. A. Humorous. Ta nhấn phần 1. B. Tremendous. Ta nhấn phần 2. C. Numerous. Ta nhấn phần 3. D. Generous. Ta nhấn phần 1. Câu 1, ta chọn B. 2. A. National. Ta nhấn phần 1. B. Animal. Ta nhấn phần 1. C. Arrival. Ta nhấn phần 2. D. Typical. Ta nhấn phần 1. Câu 2, ta chọn C. 3. A. Festival. Ta nhấn phần 1. B. Cultural. Ta nhấn phần 1. C. Poisonous. Ta nhấn phần 1. D. Ambitious. Ta nhấn phần 2. Câu 3. Ta chọn D. Vocabulary, từ vựng. Number 2. Complete the sentences with the words and phrases from the box. Hoàn thành các câu sau với các từ hoặc cụm từ trong hộp thoại. Customers, khách hàng. Single use, sử dụng một lần. Natural disasters, thảm họa thiên nhiên. Bargain, trả giá, mặc cả. Habitat, môi trường sống. 1. We should recycle various khoảng trắng products instead of throwing them away. Chúng ta nên tái chế các sản phẩm dùng một lần khác nhau thay vì quăng bỏ chúng. Câu 1, ta lấp đầy khoảng trắng với cụm từ single use, sử dụng một lần. 2. Shopping centers attract a lot of khoảng trắng during the sales season. Các trung tâm thương mại thu hút nhiều khách hàng trong suốt các đợt giảm giá. Câu 2, ta lấp đầy khoảng trắng với từ customers, khách hàng. 3. Population growth is causing destruction of wildlife, khoảng trắng, throughout the world. Sự gia tăng dân số là nguyên nhân phá hủy môi trường sống hoang dã.
trên toàn thế giới. Câu 3, ta lấp đầy khoảng trống với từ habitat, môi trường sống. For luckily, my hometown rarely suffers from khoảng trắng such as floods and storms. May mắn thay, quê nhà tôi hiếm khi chịu ảnh hưởng bởi các thảm họa thiên nhiên như lũ lụt hoặc bão. 5. Generally, we can't khoảng trắng overprice of goods in supermarkets. Nói chung, bạn không thể trả giá các mặt hàng trong siêu thị. Câu 5, ta lấp đầy khoảng trống với động từ bargain, trả giá, mặc cả. Number 3, you the correct forms of the words in brackets to complete the sentences. Sử dụng hình thức đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. 1. The tsunami in Tonga was very khoảng trắng. Hundreds of houses were swept away. Sóng thần ở Tonga có sức tàn phá rất lớn. Hàng trăm ngôi nhà đã bị cuốn đi. Câu 1. Ta cần một tính từ. Ta biến từ trong ngoặc destroy là động từ thành tính từ destruction. 2. One khoảng trắng of shopping online is that you do not know exactly what you will get. Một nhược điểm của mua sắm trực tuyến là bạn không biết chính xác bạn sẽ được nhận những thứ gì. Câu 2. Ta cần một danh từ có nghĩa trái ngược với từ đã cho trong ngoặc advantage, thuận tiện. Ta đổi thành disadvantage, bất lợi. 3. Endangered species are animals in the wild that face a high risk of khoảng trắng. Sao ốp là một danh từ, vì thế ta sẽ biến động từ extinct thành danh từ extinction. Các loài nguy cấp là các động vật hoang dã đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao. 4. Khoảng trắng. Shopping is a form of behavior that makes shoppers buy many items they don't need. Ta cần một tính từ đứng đầu câu làm chủ ngữ. Ta biến động từ added thành tính từ addicted to. Nghiện mua sắm là một dạng hành vi mà nó làm cho người mua hàng mua nhiều thứ không cần thiết. 5. When a natural disaster happens, we must listen to khoảng trắng from local authorities. Khi một thảm họa thiên tai xảy ra, chúng ta phải lắng nghe theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Câu 5, ta cần một danh từ ở dạng số nhiều. Ta biến động từ instruct, hướng dẫn, thành danh từ instructions, sự hướng dẫn. Grammar, ngữ pháp. Number 4, use the correct tense of the verbs in brackets to complete the sentences. Sử dụng thì đúng của các động từ trong ngoặc để hoàn thành câu. Câu 1, ta nhận thấy có hai vế. Vế sau được chia ở thì quá khứ đơn. Trong câu có xuất hiện while. Vì thế, ta suy ra ở mệnh đề thứ nhất, ta sẽ chia ở thì quá khứ tiếp diễn. While I was cleaning out my cupboards, I found these photos. Khi tôi đang dọn dẹp tủ, thì tôi tìm thấy mấy tấm ảnh này. 2. Sam is studying hard. Sam học hành rất chăm chỉ. He, khoảng trắng, his exam this Friday. Anh ấy có một bài kiểm tra vào thứ sáu này. Việc anh ấy có bài kiểm tra vào thứ sáu là một lịch trình đã được sắp xếp sẵn. Cho nên ở câu này ta sẽ chia ở thì hiện tại. Do he là chủ từ số ít, động từ have ta sẽ chuyển thành has.
3. This brochure says that the big sale, khoảng trắng, next Friday. Tờ bướm này nói rằng đợt giảm giá lớn bắt đầu vào thứ sáu tới. Việc giảm giá vào thứ sáu tuần tới là một sự kiện trong tương lai đã được lên lịch trước, do đó ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn. Động từ start, ta sẽ thêm s vào vì chủ từ. The big sales, đợt giảm giá lớn, là chủ từ số ít. For, khoảng trắng. The flood victims, still, khoảng trắng. When the rescues come. Câu 4. Có xuất hiện, when, mệnh đề có when đã được chia ở thì quá khứ. Vì thế, ở mệnh đề trước nó, ta sẽ chia ở thì quá khứ tiếp diễn. Do câu này là câu hỏi, ta sẽ chia động từ như sau. Động từ were, ta sẽ đem lên phía trước. Và động từ wait, ta sẽ thêm in vào ta có waiting. Có phải những nạn nhân của cơn lũ vẫn đang chờ đợi khi những người cứu hộ tới không? 5. I trust, khoảng trắng, a sleep last night. When I, khoảng trắng, a knock at the door. Ta nhận thấy câu này có từ went, dấu hiệu nhận biết của thì, quá khứ tiếp diễn và thì quá khứ, ở hành động đang ngủ và hành động gõ cửa. Hành động đang ngủ là hành động dài, vì thế ta sẽ chia động từ ở cụm này ở thì quá khứ tiếp diễn và động từ nghe tiếng gõ cửa là một hành động cắt ngang hành động ở phía trước. Cho nên ở vế sau when ta sẽ chia ở thì quá khứ. Ta có was just falling and hurt. Tôi vừa mới thiếp đi thì nghe thấy tiếng gõ cửa vào tối qua. Number 5. Complete the sentences so that they are true for you. Hoàn thành các câu sau và nó đúng với các em. 1. When I finished my lessons yesterday. Ngày hôm qua khi tôi học bài xong, I listened some songs to relax. Tôi đã nghe một vài bản nhạc để thư giãn. 2. Before I go bed at night. Trước khi tôi đi ngủ, I have a last with warm water to sleep easily. Tôi uống một ly nước ấm để ngủ dễ hơn. 3. I will wait until the teacher. Tôi sẽ đợi cho đến khi giáo viên của tôi comes to our class, đến lớp. 4. As soon as we have our summer holiday. Khi chúng tôi có kỳ nghỉ hè, I will go to the beach. Chúng tôi sẽ đi biển. 5. I usually listen to music while. Tôi thường nghe nhạc trong khi I cook dinner. Tôi nấu bữa tối. Phần 2. Skills. Các kỹ năng. Reading. Kỹ năng đọc. Number 1. Read a passage and tick V, T, true or F fonts for each sentence. Đọc đoạn văn và tích dấu V, T đúng hoặc F sai vào mỗi câu bên dưới. Sau đây chúng ta cùng đọc đoạn văn các em nhé. Landslides are mass movement of rocks or earth down a slope. Sạt lở đất là việc di chuyển nhiều của đất và đá xuống một con dốc. Landslides occur more frequently in some mountainous areas. Sạt lở đất xảy ra thường xuyên hơn ở các khu vực miền núi. They may come suddenly after a storm or heavy rain. Chúng có thể đến đột ngột sau một trận lũ hoặc một trận mưa lớn. When you hear a warning about a landslide in your area, you should do the following. Khi bạn nghe được các cảnh báo về việc sạt lở ở khu vực mình đang sinh sống,
Các bạn nên làm những việc sau. Follow the instructions about emergency information given by authorities. Theo các hướng dẫn về các thông tin khẩn cấp được thông báo bởi chính quyền địa phương. Go to a public shelter if you feel it is unsafe to remain in your home. Hãy đến những nơi trú ẩn công cộng nếu như bạn cảm thấy không an toàn khi ở lại nhà mình. Listen to unusual sounds such as trees rocking or rocks knocking together. Lắng nghe những âm thanh lạ như tiếng cây gãy hoặc các tảng đá va đập vào nhau. Stay away from the slide area. There may be a danger of additional slides. Tránh xa khu vực đã bị sạt lở. Sẽ rất nguy hiểm nếu có thêm những lần sạt lở khác. Watch for flooding, which may occur after a landslide. Cẩn thận với lũ, vì nó có thể xảy ra sau trận lở đất. Stay cautious after the storm. Don't do the clear up until the storm is over. Hãy thận trọng. Ở yên một cách thận trọng sau cơn bão. Đừng dọn dẹp cho đến khi hết bão. Ta cùng làm phần bài tập. 1. Landslides hardly ever occur in mountainous areas. Hiếm khi các trận sạt lở đất xảy ra ở khu vực miền núi. Câu 1 ta chọn F sign. 2. You should follow the instructions about landslide emergencies. Bạn nên theo các hướng dẫn về tình trạng khẩn cấp của việc sạt lở đất. Câu 2 ta chọn T đúng. 3. Avoid going to public shelters as they are unsafe. Tránh đi đến các nơi trú ẩn công cộng vì chúng không an toàn. Câu 3 ta chọn F sign. 4. Landslides may occur one after another. Sau một lần, các trận sạt lở đất có thể xảy ra thêm những lần khác. Câu 4 ta chọn T đúng. 5. You should stay cautious until the storm is over. Bạn nên cảnh giác cho đến khi hết bão. Speaking, kỹ năng nói. Number 2. Working fast. Take turns to ask your classmate to the following question. Làm việc theo cặp. Luân phiên, hỏi bạn học của mình các câu hỏi sau. Do you face any of the following disasters where you live? Bạn đã từng đối mặt với các thảm họa thiên nhiên nơi bạn sống chưa? Volcanic eruptions, phun trào núi lửa. Drought, hạn hán. Storms, cơn bão. Earthquakes, động đất. Floods, lũ. Landslides, sạt lở đất. Then talk about the damage that the disasters may cause. Sau đó nói về các tổn hại mà những thiên tai này có thể gây ra. Sau đây là phần gợi ý trả lời của cô. In our hometown, we have suffered a lot of earthquakes as we live in an area that earthquakes frequently occur. Ở quê tôi, chúng tôi phải trải qua rất nhiều vụ động đất vì chúng tôi sống trong một khu vực mà động đất thường xuyên xảy ra. Ground shaking from earthquakes can cause buildings and bridges to collapse, disrupt gas, electricity, and telephone services, and sometimes triggers landslides, avalanches, flash floods, fires, and tsunami. Sự rung chuyển trong lòng đất có thể làm các tòa nhà và các cây cầu bị sụp đổ, làm ngắt dịch vụ ga, điện và dịch vụ điện thoại và thi thoảng có thể gây ra sạt lở đất, tuyết lở, lũ quét, cháy rừng và sóng thần.
Human may be injured or die from collection building. Con người có thể bị thương hoặc chết từ việc các tòa nhà bị sập. Earthquakes can also affect humans mentally or psychologically. Listening, kỹ năng nghe. Number 3. Listen to the passage and fill in it blank with no more than two words. Lắng nghe đoạn văn và lấp đầy các khoảng trống, không hơn hai từ. Review 3. Page 103. Skills. Listening. Activity 3. Listen to the passage and fill in each blank with no more than two words. Air pollution in big cities comes from several sources. The fuels from vehicles are the main cause of pollution in our cities. The problem starts when vehicles give out bad gases, which create air pollution. These gases can be very dangerous for children. Although the fuels are becoming cleaner, air quality is still affected as there are more and more cars and motorbikes on the road. Transport is not the only reason why we have air pollution. Factories also release bad gases into the air, and it causes a lot of air pollution. Less pollution today comes from coal than in the past. However, air pollution remains a serious problem around the world because bad gases are being released into the air from other sources, such as cooking, household wastes, and fires. Ô nhiễm không khí trong các thành phố lớn đến từ nhiều nguồn. Khí thải từ các phương tiện giao thông là nguồn chính gây ô nhiễm trong thành phố của chúng ta. Vấn đề bắt đầu khi các phương tiện giao thông thải ra khí độc, gây ô nhiễm không khí. Những loại khí độc này có thể rất nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Mặc dù các nhiên liệu này đang trở nên sạch hơn, tuy nhiên chất lượng không khí vẫn bị ảnh hưởng vì có nhiều ô tô và xe máy lưu thông trên đường. Giao thông không chỉ là nguyên nhân duy nhất để trả lời tại sao chúng ta bị ô nhiễm không khí. Các nhà máy thải ra các loại khí độc vào không khí và nó là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí nhiều nhất. Ngày nay, việc ô nhiễm từ than đá ít hơn trong quá khứ. Tuy nhiên, chất lượng không khí vẫn còn là một vấn đề nghiêm trọng trên toàn thế giới, bởi vì các khí độc đang được thải vào không khí từ nhiều nguồn khác nhau như nấu ăn, rác thải sinh hoạt và hỏa hoạn. 1. The exhaust fumes from vehicles are the main cause of khoảng trắng in our cities. Khí thải từ các phương tiện giao thông là nguyên nhân chính gây ô nhiễm ở các thành phố của chúng ta. Câu 1. Ta lấp đầy khoảng trắng với từ pollution, ô nhiễm. 2. Bad gases can be very khoảng trắng for children. Các khí độc hại có thể gây nguy hiểm đối với trẻ. Câu 2, ta đắp đầy khoảng trắng với tính từ dangerous, nguy hiểm. 3. Transport is not the only reason why we have khoảng trắng. Các phương tiện giao thông không phải là nguyên nhân duy nhất trả lời tại sao chúng ta bị ô nhiễm không khí. Câu 3, ta lấp đầy khoảng trắng với cụm từ air pollution, ô nhiễm không khí. 4. Less pollution today comes from khoảng trắng than in the past. Câu 4. Ta lấp đầy khoảng trắng với danh từ coal, than đá. Ngày nay, việc ô nhiễm đến từ than đá ít hơn trong quá khứ. 5. Bad gases are being released into the air from khoảng trắng
Các khí độc đang thải vào không khí đến từ nhiều nguồn khác nhau. Câu 5, ta lấp đầy khoảng trắng với cụm từ other sources, các nguồn khác nhau. Writing, kỹ năng viết. Number 4, write a paragraph from 80 about where your family shops and give reasons for your choice. Viết một đoạn văn từ 80 đến 100 từ nói về gia đình bạn đi mua sắm ở đâu và đưa ra những lý do cho việc lựa chọn này. You can refer to its convenient prices, freshness of food, etc. You may begin with. Các em có thể nói về sự tiện dụng của nó, giá cả, thực phẩm tươi sống, vân vân. Các em hãy bắt đầu bài viết của mình với My family usually shops. Gia đình tôi thường đi mua sắm. Sau đây là phần gợi ý của cô. My family usually shops at the supermarket. Gia đình tôi thường đi mua sắm trong siêu thị. The supermarket provides a wide range of goods which are displayed cleanly and tidily. Siêu thị cung cấp một lượng hàng hóa dồi dào được trưng bày một cách sạch sẽ và gọn gàng. It helps save a lot of time. Việc này giúp tiết kiệm được nhiều thời gian. If you go to a local market, you have to go to a lot of store and stores to buy stuff, which is really time consuming and tired. Nếu bạn đi đến chợ địa phương, bạn phải đi qua nhiều gian hàng để mua đồ. Việc này thật sự rất mất thời gian và mệt mỏi. Another advantage of shopping in supermarket is that you can have more options for the same product for you to choose. Một mặt tích cực khác của việc mua sắm trong siêu thị là bạn có nhiều sự lựa chọn hơn đối với một sản phẩm. For example, there are often one or two fixed brands of soap to choose in a store, but you can see about from 10 to 50 brands of soap if you go to the supermarket. Ví dụ, thông thường có từ 1 đến 2 nhãn hàng xà phòng cố định trong cửa hàng, nhưng bạn có thể tham khảo từ 10 đến 15 loại xà phòng khác nhau nếu bạn đi siêu thị. Another thing you like to shop in a supermarket is that you can enjoy your shopping experience without worry about the weather. Một điểm thuận lợi khác mà chúng tôi thích đi mua sắm trong siêu thị là bạn có thể trải nghiệm việc mua sắm mà không lo lắng về thời tiết. A lot of people come to the supermarket to avoid the heating of rain from outside. Nhiều người đến siêu thị để tránh cái nóng và mưa từ bên ngoài. To summarize, we like to shop in supermarket because there are a lot of kinds of goods. Each good has many options to choose, and we can enjoy shopping without worry about the weather. Tóm lại, chúng tôi thích mua sắm trong siêu thị bởi vì có nhiều mặt hàng. Mỗi mặt hàng có nhiều sự lựa chọn. Chúng ta có thể trải nghiệm mua sắm mà không lo lắng về thời tiết. Bài học đến đây là hết. Chúc các em có một buổi học tập và chuẩn bị bài thật tốt. Nếu thấy video hay, hãy ủng hộ cô bằng cách like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau.